Rồi, xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình đến với kính hiển vi điện tử con cho em. Tại đây là kính vi sinh học 3 mắt các bạn, có hệ thống kết nối với camera này để xem các mẫu vật ha. Đây là dòng SZT999N các bạn. Đây là Trinio 3 mắt ha. Còn một cái dòng SZ99N0 thì nó không có 3 mắt mà nó 2 mắt ở đây. Thì 3 mắt này nó giúp cho chúng ta thông qua một cái sim 0.5x nó truyền cái dữ liệu lên cái camera các bạn để chúng ta chụp các cái mẫu vật cũng như là xem trên máy tính ha, để chúng ta chụp ảnh cũng như là view như thế này trong công tác giảng dạy hay là sao đó ha. Rồi, kính thì cũng bao gồm những cái cơ bản, ví dụ đây là 4x ạ. 4x này, chất lượng rất là nét ha. Đây là 10x. Đây là cái dòng liên danh với Đức các bạn, nó rất giống Primo Star. Đó. Đây là 10x này. Cũng như là 40x này. Thì trên đây chúng ta sẽ có cái sima để chúng ta chỉnh cho nó đồng trục với bên trong. Đây ha, xuống bên. Còn 100x thì chúng ta sẽ dùng dầu soi. Cái đó sẽ được tặng một chai dầu soi nhỏ quá. Đây là mình chỉnh lén ha, không có dùng dầu soi ha. Kính rất nét các bạn. Rất nét và sáng. Có hệ tụ quang như là bốn vật kính đi kèm đây. Đây là một cái tiêu bản các bạn. Một cái tiêu bản của các bạn. Thì đây thì chúng ta xem bằng mắt bình thường các bạn. Trong khi quan sát bằng mắt này nó rất là sáng các bạn, nó sáng đẹp. Đây là cái dòng kính đẹp nhất. SZT99N. Kết nối với camera đây là CKB902 cùng với Simao 0.5x các bạn. Trên đây vật kính là 10x quang trường 18 ha. Đó, người quan trường 18, hệ thống camera lên đây, cũng như là đèn này sử dụng nguồn đèn led ha, thế hệ mới. Đây là chỉnh nguồn sáng, thiết kế rất là hay ha, thiết kế nó giống như cái dòng kính Đức, tay nắm điều chỉnh ở đây ha. Trên cái bàn sa trượt thì có chia vạch, chúng ta có thể đếm, thấy các cái tiêu cự ha. Trên cái CKB952 này chúng ta có thể view trực tiếp lên đây để học các bạn một cái kính hiển vi để chúng ta quan sát cái mẫu từ xa cũng như là hội chuẩn ha. Hoặc là chúng ta kết nối phần mềm, thì kết nối phần mềm sẽ được cung cấp cho chúng ta một hệ thống phần mềm ha, với phí sử dụng trọn đời một cáp USB để chúng ta có thể kết nối với máy tính để sử dụng lưu lại hoặc là không có màn hình hiện đại ha. Hoặc như thế này chúng ta có thể kết nối HDMI vô máy chiếu ha. Và đây là SZT99N, các bạn có nhu cầu vui lòng truy cập website kinh nghiệm của con nhé. Rồi, xin chào.